Xin chào bà con, thì clip hôm nay á mình sẽ quay và bữa trước mình cũng hứa nói với bà con á, là mình sẽ quay lại cái vấn đề mà bơ búp khoanh vỏ ra hoa và đậu trái như thế nào. Thì bữa trước mình nói là lúc giai đoạn ra hoa, còn clip này á mình quay về giai đoạn mà đậu trái. Thì đây là một cây bơ đã khoanh vỏ, bà con xem nè, khoanh gốc đó, nó khoanh, nó quay rất kỹ cho con xem về tình trạng khoanh. Thì khi mình khoanh vậy á thì vô tình cây bơ, một số cây á bị xì mũ thối thân, như cây bơ này đã bị xì thân luôn rồi. Thì do lúc bích khoanh chúng ta khoanh xong cho bà con bôi thuốc, những cái việc bôi thuốc xong á, cái tỷ lệ mà con không có quản lý được cái mầm bệnh hoặc lúc thời tiết mưa bất thường như thế nào á, có thể là mọt đục cành gây hại nè, và xích rồi đó, mấy con đó hay gây hại vào thân của chúng ta, thân cây bơ, làm cho cây bơ chúng ta bị xì thân thối mũ. Thì đó là cái việc mình bữa trước mình cũng nói bà con có hai cái mặt lợi và mặt hại. Mình cũng đã phân tích rất là nhiều và clip là có nên khoanh vỏ để làm hoa cho cây bơ bích không. Thì đây là hôm nay mình quay lại một cây bơ cho bà con xem á, và cây bơ nó ra khoanh vỏ thì cái tỷ lệ đậu trái rất là cao. Thì hôm trước mình cũng phân tích cho bà con á, tỷ lệ ra hoa đậu quả rất là cao. Thì tí nữa mình sẽ giải thích hai cái quan điểm là bà con tại sao không nên làm cái này để cho trái nhiều. Thì cái này á mình cũng đã nói trước cho bà con à, trái đậu sẽ rất là nhiều, nhưng nhận lại cái việc đó là cây bơ chúng ta sẽ suy và chết tỷ lệ. Nếu bà con không chăm sóc được á, không phân bón cân đối được á, thì cây sẽ suy và sẽ mất luôn, năm sau sẽ không ra trái và ra hoa được. Cái đó cái vấn đề mình sẽ nói về vấn đề sau. Còn vấn đề hiện tại là mình vẫn nói về cái quan điểm tốt khi bà con khoanh ra trái như thế nào. Đó, đây là một cây bơ đã khoanh vỏ, khoanh gốc. Thì cái việc khoanh như thế này á, thì nông dân chúng ta toàn bộ là khoanh vào tháng 10 âm lịch và muộn nhất là tháng 11 âm lịch thì sẽ ra hoa và đậu quả. Và cái vết khoanh của bà con á, đều nói là từ 1 phân đến 1 phân rưỡi, có thể là 0,5 đến 1,5 cm á, nói vậy cho bà con hiểu, là 0,5 đến 1,5 cm bà con vít khoanh chúng ta. Là khoanh như thế nào cho hiệu quả? Thì khoanh vào tháng 10 âm lịch và đến muộn nhất là đầu tháng 11 âm lịch. Đó là cái việc khoanh chúng ta. Là sau khi khoanh bà con nên bôi thuốc để tránh tình trạng xì thân thối mũ. Đó là cái việc mình nhắc lại là cái việc khoanh. Còn đây là cái đám bơ đã bị khoanh vỏ, mình quay trực tiếp cho con xem. Bà con thấy không? Lá nó sẽ không có sung và cây rất chuẩn và đơ cây, không có lọc ra, rất là yếu đuối nên tỷ lệ đậu trái nó sẽ cao. Và sau khi đậu trái cao như thế này, cái vấn đề mà để nuôi trái rất là khó cho bà con. Vì cỡ clip 90, bà con quay lại clip 90 nha, mình quay cây bơ nó đậu trái rất là sai nhưng mà không khoanh vỏ. Đó là hai cái vườn bơ bà con sẽ so sánh rất là cụ thể về tình hình lá. Thì mình cùng quay cùng một lúc về những cây bơ này, về cái vấn đề mà đậu quả trái bằng viên bi và chăm sóc như thế nào cho hiệu quả đối với vườn bơ khoanh vỏ và không khoanh vỏ. Thì clip chính này mình chỉ nói về vấn đề là không khoanh vỏ. Là sau này bà con muốn so sánh thì bà con nhìn hai clip đó, thì bà con đối chiếu giữa cây bơ chúng ta nó hiệu quả như thế nào. Thì về phần trái thì lúc trước mình cũng nói á, bà con sẽ ra hoa đậu trái và sớm hơn rất là nhiều, và trái sẽ đậu cao hơn. Thì phần này bà con luôn luôn có thể là nhận định là đúng. Nhưng cái vấn đề tuổi thọ và sự bền vững của cây bơ chúng ta thì chưa có bà con nào nhận định thấy. Thì qua đây sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều của bà con nông dân. Người thì nói tôi khoanh có trái là được, rồi tôi chăm sóc sau cũng được, miễn sao có trái là được rồi. Còn bà con, số bà con nói thì tại sao không làm cách này sớm đi để có trái mà đậu cho nó hiệu quả. Vì nếu như làm cách này á, một số bà con làm không đúng thời điểm mà khoanh không đúng cách, lẫn đến tình trạng là cây bơ chúng ta suy và chết luôn. Và khi mà suy và chết luôn á, một cây bơ bà con trồng với giai đoạn là 3-4 năm tuổi mà trồng xong cây bơ chết đi thì lúc đó bà con mới là tiếc. Còn nếu như bà con chăm đúng mức, đúng quy định á, thì tuổi thọ sẽ cao hơn, tỷ lệ bệnh nó sẽ thấp hơn. Thay vì cái bơ đang sinh trưởng phát triển bình thường mà con khoanh phát ức chế, thì mình sẽ quay á, toàn bộ gốc bà con xem, toàn gốc nào bị xì mũ á, mình phải quét thuốc, hướng dẫn bà con quét 2-3 lần thì cái tình trạng vết thương nó sẽ bị liền lại được. Còn không là cây nó xì và chết rồi, đơ cây luôn. Về cái lượng trái trên cây, những cây bơ mà khoanh thế này hầu như là đạt tỷ lệ là cực kỳ sai và rất sai. Cây sẽ đứng lại và không phát triển nổi. Vì trong cái giai đoạn này á, đối với cây bơ mà khoanh vỏ như thế này á, thì mình đưa ra những cái phương án cho bà con chăm sóc như thế nào cho nó hiệu quả. Cái thứ nhất là phân bón. Thì những cây thế này đọt ra không có nổi, nên bà con có thể can thiệp vào NPK, có thể là 3:15 cân đối. Vì giai đoạn những cây bơ này tỷ lệ đã đọt rất là kém và yếu. Cái thứ hai là vi lượng. Cái thứ ba là vi sinh. Nhưng khi mà bón cái này á, đồng thời bà con phải tập trung dinh dưỡng phun ở trên và bón lá, phun phân bón lá, có nghĩa là sắt, kẽm, magie, bo, canxi, nói chung vi lượng ở phun vẫn phun ở trên, rồi canxi, bo vẫn phun ở trên, chống rụng trái, rưỡng trái và nấm bệnh,
vẫn phun ở trên. Và cái thứ hai nữa là cái côn trùng chích thuốc, thì đối với giai đoạn này thì vừa có khoanh hay và không khoanh thì hai cây bơ đều chăm sóc giống nhau, nhưng khác nhau á là bà con nhìn thấy cái lượng lá của cây bơ khoanh này nó rất là sủ và yếu cây, những cây rất là đơ. Trong giai đoạn này hầu như một số bà con chúng ta á, rất nhiều người ai cũng tham, nói chung là mình nói là không phải là tham, nói chung là rất là muốn đậu cho nó nhiều vô, càng nhiều càng tốt để chúng ta bán được tiền cao. Nhưng cái này là mình nhắc lại bà con sai lầm nha, bà con để trái nhiều á, trái sẽ không có lớn đâu, thật sự trái sẽ không có lớn mà trái rất là nhỏ, bà con sẽ không bán được cái trái bơ chúng ta từ 5 lạng đến 7 lạng được. Nên qua thế như khi bà con là thấy trái sai thế này, bà con vui lòng cắt bỏ bớt đi. Tùy vào cây, ví dụ như cây 4-5 năm á, thì bà con nhìn vào cái tán cây bà con có thể dao động từ 50kg đến 1 tạ hay 100kg bà con để lại cho mình. Có nghĩa là tùy vào tán cây chứ không phải là lúc nào cây nào cũng 50kg và 1 tạ. Nếu những cây mà tán nó to, nó khỏe thì bà con có thể để cho mình là nó nhiều ký hơn. Cái đó là về cái mặt mà chăm sóc cây bơ khoanh vỏ như thế này. Đó là cái việc bón phân và tỉa trái. Cái tỉa trái này mình khuyên bà con là nên tỉa luôn đi, vì với lượng trái như thế này nếu bà con không tỉa thì cũng bị đứng cây và chẳng cây, trái nó sẽ nhỏ trái và rụng rất nhiều. Mình sẽ đi quay bà con toàn bộ về những cây bơ mà khoanh vỏ khoanh gốc như thế này, bà con thấy lá rất là yếu đuối, cây bơ nó không có mạnh, không có khỏe. Vì có rất nhiều bà con chúng ta hiện tại năm 2019 đậu trái, đa số một số bà con làm theo cách này trái đậu, và một số bà con không làm cái cách này vẫn đậu. Nhưng mà hầu như mình cũng nói clip 90 á, là năm 2019 này sản lượng bơ của bà con nông dân chúng ta hầu như mắc rất là nhiều. 80-90% là bà con bị rụng. Thứ nhất là có những vùng mà rụng vào thời tiết nắng nóng cực điểm. Thứ hai là những vùng thời tiết mưa rất lớn, mưa tới 4-5 cơn một lần. Thì những cái vùng đó mà mình cũng thông báo bà con là những phần khắc phục, nhưng mà tình trạng mưa rất là mạnh và lớn. Nên qua đó với năm 2019-2020 á, thì mình cũng đưa ra phương án cho bà con là nên làm sớm để có trái là tốt hơn, để tránh tình trạng như 2 năm nay bà con làm theo muộn để có giá thành cao. Thì vì thế nên là tỷ lệ gặp mưa và thời tiết rất là khắc nghiệt, với 2 năm nay tỷ lệ rụng rất là cao. Còn những cây bơ như bà con quay á, mình quay cho bà con xem á, bên mình sẽ luôn luôn quay những video thực tế và tất cả các cách làm và cây bơ bút để bà con nhìn nhận và đối chiếu, để bà con xem cái nào thấy hợp lý và đúng thì bà con làm. Vì mình luôn luôn cập nhật những cái video mà bà con xác thực và làm mọi cách. Thì hầu như cách nào bà con làm thì bên trái cây theo mùa lắc cũng quay lại để bà con xem. Mình sẽ cập nhật hết những cái video cho bà con xem về cây bơ bút. Thì cây bơ, cái đám toàn bộ clip này mình quay chính là khoanh vỏ để bà con xem cái mức mà hiệu quả như thế nào. Còn ở clip 90 thì mình cũng nói lại là mình cũng quay đối chiếu cây bơ đó không khoanh vỏ, thì rất là sung và khỏe. Thì qua đây sẽ có rất nhiều ý kiến trái chiều với nhau, thì qua đó bà con thấy cái nào hợp lý bà con có thể làm cái đó. Còn đây là mình chia sẻ lại kinh nghiệm của mình để hướng dẫn cho bà con. Về cái mặt trái chiều á, thì mình cũng đã phân tích lúc trước, sẽ có bà con nói khoanh có trái khỏe hơn là dùng tất cả cái dùng thuốc hay phân bón lá, bà con điều tiết của nó sẽ khó khăn. Dù có khoanh bà con phải dùng những cái biện pháp phân bón lá và thuốc để điều tiết qua chống rụng hoa, giải cuống hoa, nhưng mà nó khó khăn ngược lại bà con là cây chúng ta sẽ bị suy và đứng rất nhiều. Thì cái việc suy và chăm á, thì tùy bà con, có những bà con chúng ta biết chăm á, thì cây có thể phục hồi lại sức. Còn bà con nếu không chăm được á, cây sẽ mất sức và mất luôn vụ sau, bà con chỉ ăn được một mùa. Cái đó hiện trạng hầu như ở tất cả cây ăn quả nào cũng gặp. Nên qua đó bà con cứ để ý và quan sát tất cả cây bơ của chúng ta để rút ra một cái kinh nghiệm mỗi năm bà con làm mỗi khác. Vì cái tình trạng bơ chúng ta mỗi năm khí hậu đều khác nên tỷ lệ đậu hoa đậu trái rất là khác nhau. Nên qua đó bà con, rất nhiều bà con rất là nản về cái vấn đề bơ bút này, nên mình chia sẻ toàn bộ những clip về những cách làm cho bà con nông dân. Vì với năm 2020 này mình sẽ nói rõ hơn bà con là cái việc mà bà con, những bà con đã đi khoanh như thế nào. Sau khi thu hoạch những cái bơ mà bà con khoanh á, thì nó dẫn đến tình trạng suy cây và kiệt cây như thế nào, thì lúc đó bà con có thể xem về vấn đề mình sẽ quay thực tế cho bà con. Thì vấn đề này mình quay toàn bộ rất là cụ thể cho bà con á. Những cái bơ đều khoanh hết, khoanh cách gốc cây hết. Còn ở clip 90 mình không có khoanh nên mình quay rất cụ thể cho bà con. Cái dàn lá và cái trái như nhau. Ở hai vùng này thì khoanh và không khoanh thì trái như nhau hết, nhưng mà những vườn bơ đó thì nở sớm trái hơn. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả các video ở bên trái cây theo mùa Đắk Lắk. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này.